Hậu trường đằng sau có clip triệu view, Duy Khánh đòi đánh bạn diễn. Mày phải tạo drama nha. Phúc, ngon đây nói chuyện với tao. Tao nhịn mày á. Thôi mà đi đi. Thôi mà chết rồi đó. Thôi đi. Chào cậu. Em làm cái gì vậy? Em làm gì nhìn em ghê lắm.